Chào mừng bạn đã đến với kênh Mr. Zero. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều clip liên quan đến bóng đá và thể thao, những bàn thắng đẹp mắt hay những pha xử lý xứng đáng được xem đi xem lại. Đừng quên theo dõi kênh Mr. Zero thường xuyên nhé. Sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Nếu thấy hay thì bấm like, share và subscribe cho channel của chúng mình nhé. Xin chào. Bóng đá hiện nay luôn đề cao tính chiến thuật. Chính vì thế cho nên bàn thắng cũng xuất hiện ít đi. Cơ mà đấy là trong các trận đấu mang tính chặt chẽ và kỷ luật cao, không có sai lầm nào xảy ra. Còn cứ mà xuất hiện các nhân tố tấu hài trong đội thì kiểu gì cũng có bàn thắng nha anh em. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngưỡng lại những pha phòng ngự bóp tim tồi tệ nhất trong giải túp cầu nhé. Lên đường thôi! Trọng tài đứng ngay đấy mà dám phạm lỗi trong vòng cấm một cách lộ liễu, đúng là chỉ có Lenglet mới làm được, xin bái phục. Nhà hát của những giấc mơ đã có Harry Maguire, giám đốc sản xuất khâu tấu hài rồi. Giờ lại đến lượt cả Varane nữa, thì các Manusian phải biết hy vọng vào ai. Đỡ trượt quả chí mạng chưa kìa. Thế này thì David De Gea chỉ biết khóc mà thôi, mệt mỏi quá rồi. Gì mà gây đòn tâm lý lên cả thủ môn đội nhà vậy, Eder Militao? Để yên cho Courtois tập trung, có khi là đỡ được rồi. Trong cái quả nhảy lên cản bóng kìa, bóp tim thực sự cái ông Militao này. Rudiger với Thiago Silva đụng nhau như vậy là dở rồi, như kiểu cùng nhau mời đối thủ ghi bàn vậy, ảo thật đấy. Rồi bây giờ đến lượt ông Christensen bóp nữa, thế này thì buồn cho các cổ động viên Chelsea quá, giờ kiếm trung vệ nào không mắc lỗi bây giờ đây. Harry Maguire à, đúng bây giờ anh Zai chỉ cần thở thôi cũng bị trôn. Đứng yên như này rồi mà đối thủ nó vẫn dí cho thành tội đồ, nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ. Trước có Lenglet, giờ đến lượt ông em Eric Garcia phạm lỗi thô thiển trong vòng cấm. Xavi à, bác về huấn luyện Barca cũng chắc đang khổ lắm. Đi thương lượng xui cả bọt mép để mang nó về, thế mà trông hắn ta xử lý kìa, trông có não lòng không? Huấn luyện viên Conte chắc muốn tống Cristiano Romero lên băng ghế dự bị luôn quá. Rồi, giờ lại đến cả Cesc Reguilón cũng tham gia vào biệt đội dân hiến bàn thắng cho đối thủ. Thế không nào toàn những khứa chủ chốt đi bóp tim, thuyền trưởng Conte phải biết sống sao. Soạt sau thế này thì lại xứng đáng ăn hai quả penalty luôn Joshua Kimmich nha, miễn thắc mắc. Không phải một mà là nguyên hàng thủ Manchester United cùng bảo Kevin De Bruyne à, hãy xúc tung lưới De Gea đi, tụi này dọn cổ hết sức có thể cho rồi đấy, thật là mắc hài quá đi. Lo công việc giữa sân thôi, còn chạy về làm thủ môn cái gì Odegaard, mà hỗ trợ thì phải làm cho hiệu quả, chứ cống nguyên quả 11m cho đối thủ thế này, thì lần sau xin mời ông cứ ở bên trên nha, đừng về nữa, làm ơn. Cái gì vậy, diễn viên hài mới nổi à? Ô kìa, Eder Militao cũng có năng khiếu thành nghệ sĩ nhân dân lắm ấy chứ, MU có đánh tiếng không? Đừng nói rằng Casemiro bị lố, hãy gọi đó là cống hiến. Thêm cả Dani Carvajal nữa nè, phòng ngự thế này thì chết cơm, tính tiền cho Chelsea lại gấp đi bà con. Nào bên ngoài nhớ kỹ lại cho thầy, hè vừa rồi đội phải mua trò với giá bao nhiêu, đá đấm như thế này thì lỗ chết cơm thầy luôn rồi. Nghĩ đi bên ngoài, hãy nghĩ kỹ đi, một lần nữa như thế là lên thẳng ghế dự bị ngồi ngang. Đi kèm cái thằng đánh đầu thì không kèm. Đấy, xong giờ đội bạn ghi bàn từ 8 đời rồi mới tỉnh ra cái ông Lenglet này. Chỉ khổ Ter Stegen bị hành hạ giả hết cả mang mà vẫn phải vào lưới nhặt bóng. Nhân dịp Luke Shaw đang phải thực hiện nốt ca phẫu thuật bay nhảy chút nhỉ Alex Telles. Ờ mà ý bay nhảy ở đây không phải là theo nghĩa đen như này nha. Bay như này thì chỉ có niệm luôn cả hàng quỷ đỏ thôi người anh em à. Wibu Konate của chúng ta trận ấy là thi đấu ngáo ngơ rồi. Dạng gì mà rộng như thế chứ bro. À ý là bảo Benfica cứ ghi bàn thoải mái đi ấy hả.
Ok, bạn đó có lòng thì mình cũng thừa dạ nha. Có đủ thời gian và không gian để thực hiện một đường phá bóng cơ bản, thế nhưng Ben Davies lại thích giải toán nâng cao, và thế là một cú trượt chân để đời xuất hiện, mở đầu cho pha bóng dẫn đến bàn thua ối rồi ôi của Tottenham Hotspur, không hiểu kiểu gì. Tôi cũng lạy ngài, ngài ơi, bóng nó chưa đi hết vạch vôi, chưa đi qua một tí gì nha, ông làm thế thì có khác nào xin một cái thẻ phạt từ trọng tài, dở hơi thực sự. Harry Maguire cồng kềnh và khô khốc ư, xin lỗi các tình yêu nha, chủ tọa đội kịch tại nhà hát còn đang múa đây này, sao ai bảo anh nhạt nhẽo thì bước ra. Cái đầu gối tai hại của Eric Dier đã biếu không cho Newcastle United một bàn thắng. Dễ chưa, đúng là từ trên trời rơi xuống luôn. Bản thân thủ môn thì còng lưng ra cứu thua, bảo vệ màn lưới đội nhà, rồi đồng đội thản nhiên sút thẳng vào lưới mình như một tiền đạo đích thực, nghĩ mà cáu thật sự luôn đấy Siba. Thôi mà Eric Bailly, đừng khiến chúng tôi buồn cười thêm nữa, phản lưới nhà cũng thật chất nghệ, hàng thủ MU vui nhỉ bà con. Nào nào vắt đi, tỉnh lại nào. Đây là gôn nhà mình, không phải là của đối thủ. Bàn thắng ông anh vừa ghi là phản lưới, ok. Lần sau phải né ra ngay nha. Lên trên tuyển rồi mà vẫn vui tính vậy sao Bailly? Sợ thật, bóp từ câu lạc bộ đến đội tuyển quốc gia. Trình độ này thực sự khó ai sánh kịp. Hảo hán, đúng là hảo hán. Dani Alves nói rằng, tôi năm nay gần 40 tuổi rồi, nhưng mà thằng nào láo nháo tôi dập hết. Già nhưng vẫn gân thế này thì đàn em làm sao mà cạnh tranh nổi Alves. Thôi bạn không cần phải làm gì cả đâu, đã mất công dứt điểm tốt như thế rồi, để tôi tự đá phản lưới nhà đi cho nó nhanh. Đấy nha, tôi làm xong nhiệm vụ của mình rồi, các bạn đi ra ăn mừng đi, mau lên. Vừa rồi là những pha bóp tim không thể tồi tệ hơn của các cầu thủ phòng ngự trong thế giới bóng đá. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video hấp dẫn, đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.